Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án airdrop ăn chắc 100% nhé, đến từ cái sàn Onnert. Thì cái sự kiện airdrop này là sẽ là ăn chia là 25.000 USD cái tổng giải thưởng, và nó cái thời gian của nó sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày nữa. Và ở đây thì mọi người có thể tham khảo qua về cái phần thưởng của nó cũng như cái cách tham gia airdrop. Thì để cảm ơn những ý kiến của bạn, Honor sẽ trao tặng phần thưởng là 25.000 đô cho tất cả mọi người tham gia đánh giá 5 sao và nêu cảm nhận về ứng dụng Honor ở trên Google Play hoặc App Store. Rồi, phần thưởng là 20.000 đô la sẽ dành cho tất cả người dùng hoàn thành hợp lệ tất cả các bước nhanh nhất. Tức là mọi người sau khi xem xong được cái video này thì mọi người hãy nhanh tay đăng ký và làm ngay nhé. Thì nó sẽ xếp theo thứ tự là ai đến trước thì sẽ được phục vụ trước, ai đến sau thì phục vụ sau. 5.000 đô la sẽ dành cho 1.000 bài đánh giá hay nhất về cái app này. Rồi, và nhận ngay 200.000 VNDC cộng với 1 token miễn phí khi đăng ký tài khoản mới nhé. Thì với những ai mà chưa có cái tài khoản Onnert thì có thể đăng ký theo cái đường link mình để dưới phần mô tả để nhận ngay về cho mình 200.000 VNDC cộng một cái token miễn phí. Điều khoản của chương trình này: chương trình sẽ diễn ra từ 12 giờ ngày 15 tháng 6 và kết thúc vào ngày 12 giờ vào ngày 30 tháng 6 nhé, tức là còn 14 ngày nữa. Rồi, mọi người khi tham gia cái chương trình này cần đăng ký vào KYC, xác minh danh tính để hệ thống có thể thực hiện trao thưởng này. Rồi, tất cả các tài khoản tham gia hợp lệ sẽ nhận được tối đa 1 đô la các token nhé, trong pool giải thưởng là 25.000 đô. Rồi, ok mọi người, để tham gia vào cái dự án airdrop này thì mọi người sẽ bấm vào đường link mình để dưới phần mô tả này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào tham gia airdrop. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tiến hành đăng nhập vào cho mình nhé. Mọi người có thể đăng nhập bằng Google, đăng nhập bằng Facebook hoặc là đăng nhập vào email này, username, số điện thoại của cái sàn Onnert. Rồi, sau khi đăng nhập xong thì mọi người sẽ bấm chọn vào tham gia airdrop và nó sẽ chuyển đến cho mọi người nhiệm vụ. Ở đây thì nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ theo dõi Onnert ở trên Twitter này. Mọi người sẽ bấm vào đây để làm các nhiệm vụ nhé. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ chọn theo dõi ở trên Twitter cho mình và quay trở về. Rồi, khi nào nó hiện dấu tích xanh lên là mọi người đã hoàn thành. Tiếp theo thì mọi người sẽ chia sẻ này, tag cái dòng tag này và ba người bạn ở trên Twitter, thì mọi người sẽ copy cái tag này vào cho mình này. Rồi, sau đó bấm vào đây để tham gia nhiệm vụ này. Mọi người kéo lên, ở đây thì mọi người bấm chọn like, sau đó mọi người chọn trích dẫn này. Tiếp theo thì mọi người sẽ gắn cái tag đó vào đây và sẽ tag ba người bạn nhé. Mọi người cứ đánh chữ A còng và sẽ tag ba người bạn thôi. Rồi, sẽ thêm một người nữa. Ok, sau đó thì mọi người bấm chọn tweet lại cho mình. Rồi, tiếp theo mọi người quay trở lại này, là tham gia cộng đồng Onnert ở trên Telegram. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ join vào cái nhóm Telegram của nó nhé, và sau đó quay trở lại. Tiếp tục mọi người sẽ theo dõi Onnert, cái kênh Onnert này ở trên Telegram tiếp. Rồi, mọi người bấm chọn vào đây để join. Ok, và quay trở lại này. Đến nhiệm vụ tiếp theo thì mọi người sẽ đánh giá và cảm nhận về Onnert, thì mọi người sẽ bấm vào đây. Rồi, thì nó sẽ chuyển hướng mọi người đến Google Play, đến CH Play hoặc là iOS nhé. Ở đây mình phải cập nhật lại đã. Rồi, tiếp theo ở đây thì mọi người sẽ chọn đánh giá 5 sao này. Đó, và sau đó thì mọi người sẽ viết bình luận vào đây. Thì ở đây thì với những ai mà văn hay chữ tốt thì mọi người có thể viết những cái bình luận hay đánh giá về cái ứng dụng này để tham gia vào cái giải thưởng 5.000 đô dành cho 1.000 người bình luận hay nhất nhé.
Mình thì văn kém chữ tốt, chữ dốt nên là mình chỉ bình luận bình thường thôi. Đó, ví dụ như là ứng dụng, rất tuyệt vời. Ok, đó thì với mình chỉ đánh như thế thôi. Thế còn những ai văn hay chữ tốt thì mọi người đánh vào nhé. Sau đó mọi người sẽ bấm chọn đăng cho mình. Rồi chọn hoàn tất này. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ chụp lại cái bức ảnh màn hình này nhé. Mọi người lưu ý là phải chụp lại có cả cả một cái màn hình này cộng với cái đánh giá của mọi người đây nhé. Thì mọi người sẽ chụp lại cái bức ảnh màn hình này. Ok, sau đó thì mọi người sẽ quay trở về này. Và đây thì mọi người bấm chọn vào upload. Rồi mọi người sẽ tải cái bức ảnh đó lên. Ok. Tiếp theo thì ở đây nó yêu cầu mọi người nhập tài khoản Honor để nhận thưởng. Ví dụ như email, số điện thoại hoặc username ID nhé. Mọi người đăng ký bằng email nào này, số điện thoại nào thì mọi người điền vào đây. Rồi thì mình sẽ điền cái email. Ok. Tiếp theo thì ở cái mục này thì nó có hỏi là hãy chọn cái phần thưởng mong muốn mà mọi người nhận được ấy. Thì ở đây nó có rất nhiều những cái phần thưởng này, ví dụ như là Run Together này, Anniverse này, Pom Crypto này, mọi người có thể chọn cái nào cũng được nhá. Rồi mình chọn cái ADT này đi. Rồi và ở dưới này nó có một cái đường để lấy link chia sẻ này, mọi người có thể bấm vào đây để lấy link chia sẻ nhá. Sau đó bấm chọn sao chép đường dẫn để chia sẻ. Thì cái dự án này nó cũng không nói là mọi người chia sẻ thì cái phần thưởng dành cho những cái top chia sẻ được bao nhiêu thì mình cũng không rõ. Thì mọi người cứ lấy cái đường link này đi chia sẻ nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào tham gia airdrop và nó sẽ xuất hiện ở đây, tức là tham gia airdrop thành công, chia sẻ chương trình để nhận thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn. Rồi ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tham gia ăn chia 25.000 đô la đến từ cái sàn Honor, một cái dự án ăn chắc 100% nhé. Và cái này mọi người cần phải làm nhanh để tham gia vào cái lượt ăn chia 20.000 đô. Rồi, ok mọi người. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.